tháng sau. Trời đừng mưa và anh đừng nhớ, trời không mưa và anh không nhớ, anh còn biết làm gì. Hôm nay em giới thiệu cho các bác một chiếc âm ly của Pioneer. Dòng này phải nói là rất là hiếm. Mặt chất âm của dòng này thì nó cho cái chất âm cực kỳ mộc mạc. Đây dòng Pioneer SX100S. Dòng này các bác rất là ít đấy, nó rất là hiếm. Đấy, chiếc âm ly này sản xuất tại Nhật là năm 70, bây giờ nó rơi vào 50 năm rồi các bác nhá. Thiết kế của nó thì nó có mặt phay này, đồng hồ này, cái hai bên gỗ này, ở trên này cũng là gỗ, đây cái nắp gỗ đây. Em đã tháo ra để cho các bác xem nội thất của nó. Đấy, đây nó có một cái nắp nữa. Cái nắp này của nó là nắp đậy sò. Em tháo ra cho các bác xem. Xem luôn cho nó dễ. Đây, vỏ gỗ đây. Đây, vỏ gỗ mộc nhé, 55. Đấy, đây là nội thất của chiếc âm ly cổ 55 rồi. Mặt phay còn rất là đẹp. Quắc là quắc xanh. Nhìn cái quắc này anh em dễ nhầm nó là hàng xuất Mỹ, nhưng con này nó là hàng điện 100, hàng thuần của nội địa Nhật. Đấy. Chất âm của con này thập niên 70 thì nó thừa hưởng rất là nhiều với cái chất âm của những cái dòng, một số dòng Fisher sản xuất tại Nhật. Đấy, nó đánh được loa Mỹ rất tốt. Và em đang đánh một cặp loa Mỹ của Bo. Đấy. Em cho nó tép với cặp loa Mỹ của Bo. Dòng này phần nổi lên nhất là cái phần âm sắc của nó. Chiết áp của dòng này toàn là dùng chiết áp bi. Đấy. Chiết áp 3 tép. Các bạn nghe thì tiếng tạch tạch không? Đấy. Chiếc này nó chạy 4 sò tô chữ đỏ. Đấy. Còn rất là đẹp. Phải nói là cái chất lượng của những cái sản phẩm của Nhật và của Mỹ nó rất là bền bỉ. Và nó rất là tốt. Chất âm bao nhiêu năm rồi mà nó vẫn giữ được nguyên, không bị khấu hao mấy. Mà con này giá xuất xưởng em bật mí các bác là rất đắt đấy. Thập niên 70 mà giá xuất xưởng 125.000 yên, tương đương với khoảng tầm độ lúc bây giờ nó rơi vào khoảng tầm 25 triệu. Lúc bây giờ nhá, thì nó giá xuất xưởng là đắt gấp hơn 2 lần chiếc Pioneer 7825 ạ. Bây giờ giá thì nó lại còn rẻ hơn. Nó chỉ giá nửa con 7825 mã thôi. Mà con này thì có tính chất sưu tầm tốt hơn nhiều. Công suất tiêu thụ là 180W. Đây là đèn của cái radio. Đây. Sò sắt. Đây là cái để các bác vặn. Đấy, chỉnh đây này. Chỉnh sóng đài. Các cái dây Coroa. Các cái dây chỉ đấy, không phải dây. Cái này không gọi là dây Coroa. Các cái dây chỉnh sóng đài. Con này thì nó có cả cái tinh chỉnh sóng đài. Đây là các bác vặn cơ này. Còn tinh chỉnh sóng đài. Bây giờ em sẽ chuyển sang đài cho các bác nghe nhé. Này. Thuộc bộ trong việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết. Đấy, đây là sóng đài. Thì cái này nó ngoài cái tuner vặn cơ thì mình có một cái ô tô tuning. Tức là cái này nó là tinh chỉnh tự động. Đấy, em bấm này, nó sẽ chạy. Nó chạy trong cái khoảng các bác vừa giữ. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở ngành, ủy ban nhân dân tháo gỡ các tồn tại vướng mắc để tiếp tục. Cái này là sóng đài nhá các bác nhé, chưa phải kim vẩy. Cá nhân theo quy định. Tỉnh Thừa Thiên Huế nhận định lúc này là thời điểm vàng để thu để lại cho anh. Đấy, âm sắc của nó rất là hay. Con đường mong như các bác này. Bây giờ mùa thu trời mây mong manh quá như thương ngày chia xa.
xưa nhạt nhòa. À, em quay chi tiết thêm được các bác phần sò. Phần sò công suất sò tô chữ đỏ, chạy sò tô chữ đỏ giống con Onkyo 2500 đấy. Đấy. Trong lô đài hôm nay thì em có hai chiếc này là hai chiếc bình dân nhất. Đấy. Còn đâu thì những cái dòng này thì nó đều trên chục hết. Còn bọn này thì nó trên dưới 7 triệu tùy con. Còn bọn này thì nó loát hơn. 6.500, 7.500. Đấy, rất là nhiều món. Anh em thích món gì thì alo sớm cho em nhé.